Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Lyon. Thì trong khi mà mình pha thì mình sẽ có một cái số trường hợp là bị chảy nước. Thì trong cái clip này tôi sẽ nêu một số ví dụ mà anh chị hay gặp phải. Để từ đó tôi sẽ nhờ anh Bảo xem cái tình trạng của máy để khắc phục cho mình. Thì khi mà anh chị pha thì anh chị sẽ hay gặp cái tình trạng bị chảy nước ở ba cái vị trí như sau. Thì mình sẽ lia cái máy quay vô set để cho anh chị coi nha. Khi mà mình khởi động máy xong, mình chưa pha luôn, mình chưa gì pha hết mà nó bị chảy nước ngay khúc này là dưới kim đồng hồ, là vị trí thứ nhất. Mình chưa pha, mình khởi động máy lên mà nước chảy từ đây là vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai là anh chị chưa pha mà nước chảy từ cái vòng họng này, từ cái họng máy pha cà phê này là vị trí thứ số 2. Đó. Vị trí số 3 là anh chị chưa pha một cái gì hết, mới đều ba máy lên thôi mà anh chị bị chảy nước ở dưới cái thân máy ngay cái khúc chỗ tôi chỉ này nè. Đó, ngay khúc này nè. Đó, ở dưới cái đít máy này. Đó. Là ba cái vị trí mà hay bị chảy nước. Thì anh chị sẽ làm theo hướng dẫn của anh Bảo, kỹ thuật đại diện cho công ty cà phê Lyon. Đó. Thì tôi đã có sẵn một cái máy để anh chị hình dung tốt hơn. Anh Bảo sẽ giúp mình nha anh Bảo. Đây các bạn, ví dụ khi mình vừa mới bấm nút khởi động thôi thì bắt đầu nước nó chảy cái vị trí này nha các bạn. Cái nguyên nhân là do bị hở van. À, bị hở van đúng không? Đây, cái van của cái máy của mình bên này nha các bạn. Nó bị hở van nha các bạn. Đây. Hở van tức là sao anh? Để sửa cái hở van nữa thì bây giờ chúng ta sẽ mở con ốc này ra và chúng ta phải chỉnh nó lại, cái vị trí cái ốc này cho nó khớp lại. Cho nó khớp lại. Ừ. Cho nghĩa là cái ốc này nó bị lỏng hả? Bị hở. Ừ. Rồi, ok. Rồi. Nếu mà sửa không được thì chúng ta buộc phải thay van. À, không sợ sửa được là thay van như vậy. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ thử sửa xem có được hay không ha. Rồi. Còn cái vị trí thứ hai mà thường hay bị chảy nước khi mà mình chưa pha gì hết, đó là ngay vòng họng này. Đó, cái vị trí mà số 2 là bị chảy nước là ngay cái họng gặp thôi. Cái vòng họng này. Thì nguyên nhân á là do trên này. Là do đâu anh? Do bị thường hở những cái chi tiết trong này nè. Là ngay cái khúc này. Đúng rồi, đây những cái chi tiết này. Là nó bị hở thì nước. Anh chị để ý cái tô vít bên kỹ thuật chị chúng tôi chỉ nha. Đây. Thì nước ở trên này á nó sẽ tràn xuống cái vòng họng. Và nó sẽ nhiễu xuống. Còn khi mà cái trường hợp thứ ba nữa. Nhưng mà cái khúc này mình khắc phục sao anh? Cái này á thì bây giờ mình sẽ ví dụ như đây mình để xử lý mình phải cắt điện nha các bạn nha cho an toàn. Rồi đây khi mình đã xác định được cái điểm hở và bị xì nước, ví dụ như là con ốc này đi rồi. Chỗ này thì bây giờ mình phải tháo con ốc này ra. Tháo ra rồi xong rồi bắt đầu mình quấn băng keo non vô chân răng. Rồi mình quấn một cái lượng vừa đủ và mình gắn lại kiểm tra xem còn xì hay không. Mình cứ làm cái thao tác quấn băng keo thêm lên nếu mà nó vẫn còn xì. Khi mà mình gắn nó không xì nữa bắt đầu mình khóa lại và mình thử bằng cách mở điện lên nha các bạn. Thử lên rồi mình kiểm tra lại. Đúng rồi, gắn cây cầm vô và mình gắn cao su mù vô và xả tự do để mình tăng cái áp suất lên tối đa. Tăng nó lên áp suất là 16.3 tối đa và để mình xem với cái áp suất lớn như vậy á thì nó còn xì ra từ những cái vị trí này nữa hay không. Đây như cái máy này nó tốt à, nên những cái linh kiện và những chi tiết nó không bị xì. Nghĩa là mình phải kiểm tra lại. Đúng rồi. Đó. Và khi mà mình gắn lại thì mình kiểm tra bằng cách đó xem nó còn xì cái vị trí mình mới khắc phục hay chưa. Cái nguyên nhân thứ ba nữa để mà mình nước nó chảy ra từ cái thân máy xuống mặt bàn dù là mình chưa có sử dụng máy ở phần sau đúng không? Ở đúng. Phần dưới sau này đúng không? Anh bạn có thể chỉ cái chỗ vị trí chính xác được không? Có thể là do bất kỳ cái đường ống nào trên này nha các bạn. Ví dụ như đường ống này nó bị hở nè. Hoặc là có thể là cái ống đồng hồ này nó buông ra, bất kể cái ống nào nó bị tụt ra thì nó đều bị xì nước nha các bạn. Thì cái nước này nó sẽ kéo và nó chảy xuống cái thân máy và nó sẽ chạy xuống dưới mặt bàn. Nghĩa là một trong những cái đường ống này đúng, bị hở. Đúng rồi. Rồi. Đây. Tất cả những đường ống sau này. Đó.
và mình cũng kiểm tra như là cái, nhưng mà khắc phục là như nào anh? Nếu mà khắc phục thì mình sẽ kiểm tra chính xác cái nguồn bị rò rỉ nước, cái dây nào bị, đúng rồi, mình kiểm tra được thì bắt đầu mình mới khắc phục được ngay tại vị trí đó. Nếu giả sử như mình xác được cái dây rồi thì mình khắc phục bằng cách nào? Mình sẽ kiểm tra ví dụ như cái ống này, bây giờ khi mình gắn vô sai kỹ thuật, cái con bướm này nó không giữ được cái đầu ống, thì cái ống này sẽ bị tụ ra một xíu, nó sẽ bị xì nước ra. Thì mà cách kiểm tra đơn giản nhất là mình thấy thì mình chỉ cần gắn mạnh nó vào, gắn vô và khóa lại, khóa qua lại, đúng rồi, và cứ kiểm tra coi xem nó đã hết chưa. Nói chung là cái dây nào mà bị hở là mình phải cho nó chặt lại, anh chị. Vậy là mình còn điều gì chia sẻ đối với các người xem không anh? Bây giờ thường là ba cái lỗi xì nước này á là nhiều nhất, còn nó có một vài lỗi nhỏ ít gặp hơn. Mình có thể chia sẻ cho anh chị được không? Có những cái lỗi nào mà mình hay gặp phải không? Về vấn đề về ống dẫn. Thường á là có thể nhiều khi nước nó chảy từ cái khay nước xả này nữa các bạn nha. Có thể cái khay của mình nó bị nhức nhẹ. Cái khay này đúng không anh? Đúng rồi. Nhức nhẹ này đúng không? Đúng rồi. Hoặc là những nó bị nhức nhẹ ở đây thì nó sẽ chảy nước thì cũng chảy xuống. Này là mình phải thay hay là mình như nào? Nếu mà mình xử lý dán keo được thì mình xử lý, còn không thì mình sẽ phải mua cái khay mới. Hoặc là cũng có thể bị nứt ngay cái chỗ đầu vòi cái nước này. Nước nó lấy xuống nó cũng sẽ bị chảy ra ngoài. Nó chảy ra ngoài với khay cũng sẽ chảy xuống thân máy. Cái khay này thì các bạn đổ nước vô thôi chứ các bạn không cần phải nhấc nó lên chi cho nó cực. Mà đến với Leon chúng tôi thì chúng tôi sẽ không cần phải hút nước, không phải đổ nước vô đây để sử dụng nha các bạn. Mình sẽ lấy nước từ cái bình 20 lít luôn. Rồi. Thì trong clip này thì anh Bảo đã chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm và những cái cách để mình xem coi là nó sẽ bị tình trạng bị hở chỗ nào thì mình xử lý như chỗ nào. Thì anh chị nào mà có thắc mắc hay là coi xong cái clip này mà mình chưa hiểu rõ khúc nào á thì mình có thể comment đặt câu hỏi ở phía dưới để chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mình cái cách xử lý tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này. Hãy đăng ký kênh để tạo thêm nhiều cái động lực cho chúng tôi làm ra những cái clip thật là bổ ích cho cộng đồng cà phê pha máy tại Việt Nam. Xin cảm ơn các anh chị.